Ông Nguyễn Thái Thiên, Phó Cục trưởng Cục Báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã xác nhận với VOA hôm 21 tháng 11 rằng Bộ đã phạt hành chính 50 cơ quan báo chí vì đăng thông tin sai sự thật về nước mắm sản xuất theo phương pháp truyền thống. Theo trang web của Bộ, báo Thanh Niên bị phạt 200 triệu đồng, hơn 40 cơ quan báo chí khác chịu các mức phạt nhẹ hơn. Hồi tháng 10, báo Thanh Niên, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam gọi tắt là Vinastat và nhiều báo khác nói 2/3 trong số 150 mẫu nước mắm đóng chai không đạt quy định về arsen theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Nhưng họ đã mập mờ không giải thích giữa hai loại arsen hữu cơ và arsen vô cơ, loại nào là độc hại, loại nào là không độc hại. Loại arsen có trong nước mắm truyền thống là arsen hữu cơ, không gây hại cho con người. Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng các bài viết sai sự thật đã làm dư luận xã hội hết sức hoang mang. Các sản phẩm nước mắm truyền thống bị người tiêu dùng tẩy chay, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến việc sản xuất nước mắm truyền thống cũng như thương hiệu hàng hóa của Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế. Cục Phó Cục Báo chí của Bộ, ông Nguyễn Thái Thiên nói thêm với VOA về sự cần thiết phải phạt các báo. Ông cũng giải thích vì sao Bộ phải mất một vài ngày mới có phản ứng về vụ việc. Về mặt nhiệm vụ là báo chí thông tin lưu truyền đấy là không trung thực, thông tin sai sự thật. Đấy là nó sai phạm là về nhiệm vụ mà sai phạm là về đạo đức của người báo. Chúng tôi xem xét rất là thận trọng những thông tin như thế này, làm thế nào để xử lý đúng nhưng mà không gây oan sai. Cho nên chúng tôi có đó là một cái khoảng thời gian cần thiết để xác minh cái việc là thông tin của báo chí đúng sự thật hay không. Tôi cho rằng là rất khó để tìm một lý do nào đấy để mà cảm thông và chia sẻ với báo chí trong trường hợp này. Bởi vì báo chí đưa thông tin mà không thẩm định thông tin, không biết là cái nguồn thông tin đấy là đúng hay sai và không lường trước được những hệ quả xấu của việc thông tin sai sự thật.